quay trở lại với chuyên mục bình luận thị trường trên kênh The Quốc Khánh Show và tiếp tục những cái sự quan tâm liên quan đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua. Thì chúng tôi xin được mời mọi người giao lưu với vị khách mời quen thuộc, đó là anh Nguyễn Cường, broker đến từ SSI, để chúng ta có một chút cái review lại thị trường tuần trước và một số thông tin liên quan đến tuần này, cũng như là những cái kiến thức dành cho các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Cảm ơn Cường. Như vậy thì hôm nay là 11 tháng 1 2021, và chúng ta nhìn lại thị trường một tuần qua, từ tuần trước là 4 tháng 1 cho đến ngày 8 tháng 1, thì đâu là những điểm nhấn đáng chú ý của thị trường? Tăng điểm thì chúng ta thấy rồi đó. Chào Khánh với tất cả những người đang tham gia theo dõi chương trình. Thì đây có thể là tuần thứ hai mà chúng ta giao dịch trở lại đúng không ạ? Năm mới thì tuần trước chúng ta đã chứng kiến gì với những cái buổi chia sẻ của anh em mình ở đây đúng không? Và nhận định về thị trường là xu hướng thị trường tiếp tục tăng điểm. Thì cái mốc 1.150 là cái ngưỡng mà vừa rồi thị trường lần trước đã có một cái ngưỡng rung lắc đâu đó là nhẹ, nhưng sau đó gì ạ, đã tiếp tục đà tăng và vượt qua mốc đó và tiến sát hơn, và hôm nay là tăng điểm, tiếp tục tăng điểm. Thì đầu tiên thì chúng ta đến với vĩ mô thế giới, đó là đến với là cái việc là ông Biden lên chính thức đúng không ạ, và cái Chắc thông rồi. tin về cái việc là gì ạ, những cái gì mà chúng ta chia sẻ tuần trước về cái việc là thông qua những cái gói cứu trợ cũng như là hỗ trợ người dân được thông qua khi mà cả gì Hạ viện và Thượng viện đều thuộc về Đảng Dân Chủ. Mọi cái chính sách bơm tiền của Đảng Chủ nó thông qua rất là nhanh đấy. Cái đó nó cũng tác động lên là chỉ số thị trường SP500 và gì Dow Jones Mỹ tăng điểm, tạo ra cái hiệu ứng tích cực lan tỏa trên toàn thế giới, và cụ thể hơn là VN-Index chúng ta thì hôm nay lại thêm một phiên tăng điểm nữa nên khá được chứng kiến hôm nay đấy. Thì tuần qua có những cái nhóm ngành nó nổi trội hơn trong cái việc tăng điểm số cùng với thị trường, đó là nhóm ngành khu công nghiệp, và nhóm ngành thứ hai là nhóm ngành gì ạ, nhóm ngành Tài chính ngân tài hàng đúng chính không? ngân hàng đấy. Thì hai nhóm ngành này là tăng trưởng rất là tốt đấy. Điểm nhấn đến là việc là khi mà các cổ phiếu banh lần lượt ra những cái báo cáo ước tính lợi nhuận năm hai kết năm 2020, cụ thể là ở quý 4, thì một điểm sáng rất là lớn đó là ở VietinBank, đó là CTG, thì sau cái thông tin là lợi nhuận tăng trưởng rất là mạnh so với cùng kỳ năm năm ngoái đấy. Và gì một điểm sáng hơn nữa là CTG đại diện đã theo cái lời chỉ thị của ngân hàng nhà nước, đó là gì, cơ cấu cho nhóm nợ hay là gia hạn nợ hay là giảm lãi suất để hỗ trợ rất là nhiều cái đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid đúng không ạ. Thì nhưng đâu đó là khoảng tầm 5.000 tỷ lợi nhuận đấy để hỗ trợ này, nhưng mà vẫn đạt một mức lợi nhuận trước thuế đâu đó là khoảng tầm 16.000 tỷ cho năm 2020 đấy. Thì đó là một ngân hàng có điểm sáng rất là lớn và nó trở thành cái gì, kéo theo cả nhóm banh theo, và rất là nhiều cổ phiếu banh như là VPBank hay là Techcombank hay là STB hay là SHB cũng đều có những cái bước tăng giá rất là tốt trong cái tuần vừa rồi đấy. Thì nhóm kế tiếp vừa kể đến đó là nhóm gì, khu khu nghiệp đúng không? Thì cái câu chuyện kéo dài từ cái thời chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì rất là nhiều cái nhà máy hay là rất là nhiều công ty muốn rời nhà máy từ từ Trung Quốc sang Việt Nam, kể cả đợt vừa rồi ảnh hưởng bởi dịch, nhưng mà gì chúng ta vẫn thu hút được một lượng lớn FDI vào thị trường đúng không ạ. Thì cái số lượng này đẩy dẫn tới là cái gì ạ, những cái nhóm những cái khu vực mà có được thu hút lượng lớn FDI này thì đẩy được mức giá thuê lên, và những cái nhóm khu nghiệp trên sàn nó hưởng ứng cái thông tin này và gì tăng giá rất là tốt đúng không đấy. Thì và một cái điểm cuối cùng đó là chúng ta đã trao đổi về việc Mỹ gắn Max thao túng Tiền tiền tệ tệ ở Việt Nam mình đúng không ạ, và cá nhân Cường cũng đã chia sẻ với mọi người cũng như Khánh ở đây rất là chi tiết về cái vấn đề này, và đó là cái mấu chốt cái việc áp thuế không, nó ở cái việc là quan hệ giữa chúng ta và Mỹ đúng không ạ, cái khả năng chúng ta thương thảo như nào, và chúng ta đang làm rất là tốt và chứng minh rằng gì vừa rồi gì Meadows đưa tin về cái thông tin gì gắn mask ở Việt Nam mình là một áp thuế là thông tin gì thất thiệt đúng không ạ. Đấy, để chứng minh là chúng ta nhìn nhận một vấn đề và chúng ta phân tích nó rõ ràng để cho hiểu được nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và tác động lên thị trường như thế nào đúng không ạ. Đó là một số cái điểm nhấn của thị trường. Tôi thấy cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng và bất động sản, khu công nghiệp, thì trong cái tinh thần mà uptrend, coi như là thị trường xanh như thời gian vừa qua đó, thì với các nhà đầu tư làm thế nào mà chúng ta có thể giữ cái tỷ suất sinh lời một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh thị trường đang tăng như thế này? Đây không hẳn là một câu hỏi dành cho nhà đầu tư mới, Để hỏi cho mấy nhà kể cả những nhà đầu đầu tư tham gia thị trường rất lâu, tư. Đúng họ rồi. luôn luôn một câu hỏi đấy. Lúc nào muốn Thì giữ lợi cao, lời đúng lời nhiều đúng không? đúng Lâu, rồi đúng nhiều, rồi hiệu quả. à,
Nhưng mà ở thời điểm thị trường hiện tại nó có một cái rất là nghịch lý, đó là những nhà đầu tư F0 thì họ lại kiếm được một tỷ suất sinh lời có thể là cao hơn hoặc là vượt trội rất là nhiều so với những nhà đầu tư FN. Tại sao? Đó. Thì những nhà đầu tư FN họ chứng kiến một con sóng tăng rất là mạnh trong một thời gian kéo dài rồi. Họ thì họ để cho những cái cảm xúc và tâm lý của bản thân mình lên thị trường rất là nhiều để chi phối những quyết định của họ. Và họ nghĩ rằng gì? Thị trường đang gì? Những cái lực cầu mua và những dòng tiền đổ thị trường nó đang gì? Nó đang quá là điên rồ đi. Quá điên rồ mà. Họ nghĩ rằng mọi thứ nó quá tầm cỡ những cái gì mà mình có thể hình dung được. Tại vì bản chất họ đã chứng kiến những cái nỗi sợ hãi là những cái thị trường thời trước kia không bao giờ dễ dàng như này cả. Rồi Họ do hiểu được kinh những cái qua câu nhiều chuyện thứ rồi kinh nên qua là thấy đấy. Thế thì họ áp vào những cái thứ mà gì? Đáng lẽ như chúng ta lại gì? Không nên sử dụng những cái quá khứ đó để áp vào hiện tại. Tại vì bây giờ số lượng nhà đầu tư mà mới nó gì? Lịch sử, số tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng khoảng lịch sử đúng không? Thị trường tăng mạnh nhất tuần tuần tăng giá mạnh nhất trong lịch sử luôn. Đấy, để chúng ta thấy là gì? Do mấy ông mới hết. Đấy, thì tất cả những thứ đấy tạo ra mà tất cả nhà đầu tư FN họ không hình dung nổi đúng không ạ? Và thêm vào đó gì, khi một điều cốt yếu là khi tham gia thị trường thì nếu mà ai càng giỏi và họ càng để cho cái tôi của bản thân mình lên thị trường thì họ lại càng là một người thua cuộc. Tại vì bản chất lên thị trường chúng ta nên nhớ rằng ngày thị trường là luôn luôn đúng. Cái ý kiến quan điểm của cá nhân nó không là gì với thị trường cả, tại vì quyết định lãi lỗ nó đến từ thị trường. Vậy thì thị trường tăng hay giảm thì tài khoản chúng ta nói gì hay quyết định lên cổ phiếu của chúng ta nắm giữ để lên tài khoản của chúng ta. Có rất là nhiều nhà đầu tư ngay cả bản thân Cường lên thị trường họ thấy có một cái họ rất là họ họ lầm tưởng, đó là họ lên họ nghe rất là nhiều người nói về thị trường thế này thế kia, họ nói thị trường bị thế này bị thế kia, nhưng họ là gì, họ lại quên một điều là gì, cái người thị trường mới là quyết định và họ phải lắng nghe ý kiến của thị trường chứ không phải lắng nghe rất là nhiều thứ làm tiếng về thị trường nó sẽ như thế nào đúng không ạ? Đấy, đấy là một câu nói rất là kinh điển, đấy, câu nói rất là kinh điển khi chúng ta tham gia thị trường đấy. Chắc cần giải thích rõ hơn chút, đặc biệt cho những nhà đầu tư mới, tức là lắng nghe ý kiến của thị trường, tức là mình lắng nghe cái gì, tức là tin tức từ thị trường đúng Lắng nghe ý kiến của thị trường ở đây anh không? Khánh sẽ thầm hiểu rằng là thị trường hôm nay nó đang diễn biến như thế nào. Đúng không? Cụ thể đơn giản như là ngày hôm nay thị trường tăng tăng bao nhiêu điểm đúng không ạ? Thanh khoản thị trường đổ vào đấy, nó đang chứng minh là gì? Tiền vào thị trường rất là lớn mạnh mới có một mức thanh khoản như này và lực cầu đẩy vào thị trường như này, dòng tiền đẩy vào thị trường đẩy điểm số lên như này và những cái nhóm ngành này tăng giá như vậy, nó đều có một cái ẩn ý và một lý do sâu xa ra. Chúng ta phải lắng nghe ý kiến thị trường đang diễn biến như nào để chúng ta hiểu rằng là cái market này giống như một cái chợ vậy, chúng ta hiểu được nó đang vận động như thế nào và chúng ta không thể chống đối lại nó được đúng không ạ? Tại vì đến thời điểm bây giờ nhé, anh Cán sẽ hình dung là thị trường chúng ta là gần lên một quanh một cái ngưỡng 1.200 rồi đúng không ạ? Đấy, để trở về đỉnh của gì lịch sử năm 2018 đúng không ạ? Thì nhưng mà vẫn rất là nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ. Anh Khánh biết vì lý do vì sao không? Vì sao? Họ short sell phái sinh ờ đấy, họ bị miss một con sóng bên cơ sở rất là mạnh và họ không tin rằng thị trường gì tiếp tục tăng nữa và họ nghĩ rằng thị trường đang bị điên rồ, tâm lý nhà đầu tư đang bị hưng phấn quá và họ gì họ để cái tôi của bản thân họ lên nghĩ rằng thị trường nó phải thế này, nó không được tăng mạnh như thế này nữa đấy, thì họ lên short sell phái sinh và gì cứ mỗi ngày điểm số phái sinh tăng khoảng tầm mười mấy điểm, 20, 30 điểm và cái tỷ lệ đồng bảy phái sinh rất là lớn và dẫn tới họ bị thua lỗ rất là nặng nề, tại vì tất cả mọi thứ đến từ cảm xúc và tâm lý của họ lên thị trường đó. Thay vì nhìn vào cái cách thị trường đang vận hành, đang diễn ra thì lại là sử dụng cái tôi, tức là sử dụng cái chuyện mình đã hiểu trong quá khứ mình áp lên thị trường lúc này. Đúng rồi. Vậy sau đó lúc này nhà đầu tư mới là có lợi hơn chút bởi vì là ít biết 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 ít một chút đúng không? Đôi khi họ 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 biết ít một chút nhưng mà tại vì thị trường tăng nên họ họ chưa biết những cái nổi những cái đợt rung lắc hay những cái nổi sợ hãi thị trường thì họ cứ tiến lên thôi, họ đang thắng thế mà. Anh Hắn thể hiểu là một đòn quân đang rất là thắng thế, họ cứ tiến lên phía trước là gì, họ là những người mua và mua, thế nên là họ kiếm lại rất là nhiều ở trong thị trường này đúng không? Đấy, thì thêm một cái ý nữa mà anh Khánh vừa mới hỏi là làm sao để tăng được cái mức lãi lớn nhất đúng không ạ? Tăng lãi lớn nhất đúng. Thì đây rất nhiều nhà đầu tư họ bị gặp phải là trong cái thị trường tăng giá họ bị một cái là những cái cổ phiếu nào mà mới mới tăng thì họ bán mất rồi, họ giữ lại những cái cổ phiếu mà nó tích lũy và nó gì nó đi ngang hay là nó còn đỏ trong cái thị trường chung, chứng tỏ là gì, họ đang nắm một cái những cái cổ phiếu yếu hơn đấy, những cổ phiếu đấy yếu hơn so với thị trường. Bởi vì bản chất chúng ta muốn đạt được cái mức lãi lớn nhất trong cái thị trường tăng giá thì chúng ta phải nắm những cổ phiếu mạnh nhất đúng không ạ? Anh Khánh muốn về đích đầu tiên ở mức lãi cao nhất thì anh Khánh phải cưỡi những con gì xích thố hay là những con ngựa tốt nhất và những cái cổ phiếu đấy
hay là những cổ phiếu tốt mạnh ở đây nhất. Nghĩa là tốt về đẳng cấp đúng không, chứ không phải là phong độ đúng không? Đúng rồi. Gọi là nó là cổ phiếu ngoài ngoài cái đẳng cấp, và nó là cái sự hiện tăng giá đoạn này nữa. Nó phong độ nữa. Phong độ nữa. Đoạn này nó tăng rất là mạnh. Vừa phong độ mà vừa có đẳng cấp thôi chứ đúng không? Đúng rồi. Okay. Đấy thì nó phải thể hiện được nó là một doanh nghiệp tốt, và nó còn thể hiện ở hành động giá tăng mạnh. Tại vì ở trong danh mục chúng ta nó chỉ có một vài cổ phiếu làm thay đổi cái tỷ danh mục tài khoản của chúng ta thôi. Đó là gì? Có nhiều đầu tư họ nắm được những cổ phiếu tăng giá rất là mạnh, nhưng tỷ trọng của họ lại rất là thấp. Ngay cả bản thân khách hàng cũng có những câu hỏi dành cho Cường, đó là gì ạ? Anh nắm cái cổ phiếu này lời rất là nhiều nhưng mà tỷ trọng lại quá là ít. Thế nên họ bị một cái tiếc nuối, đó là gì? Sao họ lại nắm cái cổ phiếu này là nhiều như vậy nhưng mà sao cái tỷ trọng rất là thấp, nên cái tài khoản của họ không có tăng bao nhiêu. Anh này, có nghĩa là anh Khánh nắm được cái cổ phiếu đấy rất là mạnh, cổ phiếu A rất là mạnh, nhưng cái tỷ trọng tài khoản dành cho cổ phiếu A đấy thì quá bé để có thể tác động lên danh mục của mình. Rồi. Đúng không? Lẽ ra phải mua nhiều hơn. Đúng rồi. Thế nên để làm sao để đạt được một mức lợi nhuận cao nhất trong thị trường tăng giá, đó là chúng ta phải gia tăng những cái cổ phiếu mà mình có gì? Có điểm mua tốt và có mức lãi ngay từ khi mua, và nó không quá xa với điểm buy versus điểm mua ban đầu. Và chúng ta gia tăng những cái khoản đầu tư đúng đấy. Bởi vì trong đầu tư nó có mang tính sản xuất, đó là anh Khánh mua 10 mã cổ phiếu. Lựa chọn là mua 10 lần, nhưng từ đó chỉ có khoảng tầm 3, xác suất là 30% là 3 mã cổ phiếu là gì ạ? Đạt được một cái tỷ suất, sau đó là lợi nhuận rất là cao. Và anh Khánh nên nhớ rằng để làm được cho tài khoản mình tăng nhanh thì phải gì? Tập trung vào 3 mã cổ phiếu này, chứ không phải là dàn trải 10 mã. Hoặc là gì? Có rất là nhiều người họ bán luôn 3 mã mạnh nhất và họ đi giữ 7 mã còn lại yếu nhất. Đấy, thì sao mà tài khoản tăng mạnh được, đúng không ạ? Tập trung vào cái cổ phiếu mạnh và đúng nắm rồi. Giữ nhiều. Đúng rồi. Nãy Cường phải làm rõ thêm chút nhìn cho những người mới, đó là cái điểm mua vào và cái điểm private, thì chắc là giải thích rõ một tí. Đúng rồi. Thì chúng ta sẽ thấy về cái điểm private á, cái cụm từ này á nó bị nhầm lẫn rất là nhiều bên. Đấy. Kể cả những người có kinh nghiệm thì thật ra private nó chỉ hiểu nôm na đó là đường kháng cự yếu đường của kháng cổ phiếu. Cự. Đấy. Đó là gì? Lượng cung hàng của cổ phiếu yếu nhất. Chỉ với một tác động lượng cầu đẩy vào mua thì sẽ giúp cho cổ phiếu rớt ao lên. Là những phiên mà gì ạ? Trên TA người ta xét đấy là gì ạ? Những phiên bùng nổ về khối lượng và giá và đẩy cổ phiếu sang một cái mặt bằng giá mới. Đúng không ạ? Thì đây là một cái cụm từ hay là những cái thủ thuật mà dân TA ấy, phân tích kỹ thuật họ sẽ sử dụng rất là nhiều ấy, để hình thành ra những cái khái niệm và áp dụng vào điểm mua. Thì chúng ta khi mà anh Khánh muốn mua một cổ phiếu thì anh Khánh phải sử dụng những cái gì về TA để chọn gì thời điểm timing, đúng không ạ? Kèm theo gì là xác định được gì chân sóng cổ phiếu đâu, là những cái điểm buy versus để mình mua đúng vào điểm đó. Tại vì anh Khánh muốn đạt được một cái tỷ suất trên lời tốt thì anh Khánh phải gì mua được chân sóng cổ phiếu, đúng không ạ? Sau đó gì anh Khánh gì phải mua được tỷ trọng như thế nào, gia tăng tỷ trọng như thế nào, là mình mua theo mình sẽ hình dung nhé, chúng ta sẽ mua giống như một cái gì cái kim tự tháp ở đáy chân sóng, chúng ta sẽ mua một cái tỷ trọng gì ạ? Lớn đúng không? Sau đó chúng ta gì thấy nó đúng thì chúng ta gì mua gia tăng thêm 1-2 lần tùy vào cái tài khoản của anh Khánh vào cổ phiếu đấy. Thì sau đó gì chúng ta nắm được những cổ phiếu mạnh nhất ở chân sóng và chúng ta ra được nắm được một tỷ trọng cao nhất. Và chính những cái hành động và những cái tư duy đúng của bản thân mình khi áp dụng cổ phiếu đấy thì cái cổ phiếu đó tăng lên thì làm thay đổi tài khoản chúng ta lợi nhuận rất là nhiều. Tại vì chúng ta vừa chọn được cổ phiếu tốt này, chúng ta là làm gia tăng khoảng lại đấy. Thế nên là có một cái câu nói rất là kinh điển, đó là khi bạn đúng sai trên thị trường chứng khoán không quan trọng, quan trọng là bạn đúng bạn được bao nhiêu và bạn sai bạn được bao nhiêu. Tại vì có những cái cổ phiếu chúng ta mua và nó không tăng hoặc là thậm chí nó giảm giá, đúng không ạ? Đúng không? Hoặc đúng, tăng yếu. Đúng nhưng mà không đúng lúc nó tăng. Đúng rồi. Đấy thì chúng ta phải biết là chúng ta phải tận dụng được cái chi phí cơ hội, cái vốn của chúng ta vào những cổ phiếu mạnh. Sau đó gì? Chúng ta phải đội dồn vào nó. Đấy, chúng ta là những người làm vườn. Đấy, đầu tư như một những người làm vườn, cái danh mục của chúng ta luôn luôn phải làm, chúng ta phải tỉa những cái gì? Những cái cỏ đi, nhổ những cái cỏ đi, những con sâu đi và để lại những gì? Những bông hoa lại là những cái gì? Những cái cổ phiếu đẹp nhất trong danh mục chúng ta. Bởi vì chúng ta phải làm như vậy thì chúng ta mới có giao dịch siêu hạng. Hỏi thêm một chút, nhân Cường nói về cái chân sóng thì làm sao để biết cái cổ phiếu vào chân sóng? Đây nó khá là chuyên sâu về kiến thức của ngành nghề. Rồi, mình sẽ có những cái buổi đi sâu hơn, mình nói sơ một chút. Thì ở đây thì Cường muốn chia sẻ cho anh Khánh luôn là nó chuyên sâu, nhưng mà chúng ta cứ nói sơ qua một vài ý chính, chân sóng hay là thời điểm của một cổ phiếu. Thì bản chất như cái buổi đầu chúng ta nói về chu kỳ cổ phiếu cũng như là cấu thành của cổ phiếu, nó sẽ có 4 giai đoạn. Đấy. Thì giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tích lũy. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn tăng giá. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn phân phối, và giai đoạn thứ tư là giai đoạn giảm giá, đúng không? Giảm giá. Thì chúng ta
chỉ có thể tham gia được ở giai đoạn 2 tăng giá thôi, là đi kiếm lại thôi, là mua cổ phiếu kỳ vọng tăng giá mạnh hơn, đúng không ạ? Thì cái chân sóng đây nó thể hiện là chúng ta nhìn vào bên trái của cái đồ thị trên TA ấy, để chúng ta nhìn được những cái mẫu hình. Tại vì những cái cổ phiếu họ luôn luôn, nó sẽ luôn luôn hình thành những cái mẫu hình cơ bản để chúng ta hiểu được, như chẳng hạn như nó là những mẫu hình như là vai đầu hai đáy, hay là mẫu hình cốc tay cầm, hay là mẫu hình VCB, hay là mẫu hình cái nêm, để nó xác định đó là những cái chân sóng mà nó khi mà nó co thắt những cái khối lượng hay hình thành giá nó tích lũy đủ lâu á, thì đến một lúc nào đó nó sẽ hình thành ra những cái điểm buy vert, những cái phiên mua rất ạt để chúng ta xác nhận điểm vào. Và khi chúng ta là chọn được điểm vào rồi thì chúng ta nhớ rằng là chúng ta đến tiếp một cái bước nữa, đó là quy tắc nắm giữ cổ phiếu. Đấy. Thế anh Khánh có thắc mắc là quy tắc nắm giữ cổ phiếu như thế nào? Lỡ nói luôn, vậy thì quy tắc nắm giữ cổ phiếu, đặc biệt là trong cái lúc mà uptrend như thế này. Còn cái chuyện mà chân sóng thì mình sẽ có một số đi sâu vào sau. Đấy, thì quy tắc nắm giữ cổ phiếu là như thế này. Đấy. Khi mà chúng ta chọn được một cổ phiếu từ một cái mẫu hình chuẩn, đúng không ạ? Mẫu hình đẹp hay là từ chân sóng cổ phiếu rồi. Và sau khi cổ phiếu đấy nó hành động giá rất là tốt ở đây, có nghĩa là trong vòng 3 tuần nó tăng giá lên một mức là 20%. Anh Khánh nên nhớ rằng nó là điểm chân sóng nhé. Từ một mẫu hình trong 3 tuần và anh Khánh được đạt cái cổ phiếu đạt được một mức tỷ suất là 20%. 20%. Thì chúng ta nên nắm giữ cổ phiếu đấy tiếp tục theo quy tắc 8 tuần. Đấy. 20% và nhắm thêm 8 tuần. Đúng rồi. Vì sao nó lại là quy tắc 8 tuần? Đấy. Bản chất nó như thế nào? Cái cổ phiếu mà khi một cổ phiếu mà khi có một mức upside 20% sau 3 tuần, chứng tỏ cổ phiếu đấy có những cái điểm đặc biệt hay là những yếu tố để nói rằng nó là một siêu cổ phiếu. Bởi vì với một mức tăng tốt như vậy thì chứng tỏ cổ phiếu đấy đang được rất là nhiều tổ chức hay là những tay to hay là những tạo lập về cổ phiếu đấy mua gom khá là mạnh và đẩy giá cổ phiếu lên. Tất nhiên trong quá trình tăng giá nó sẽ có những cái nhịp rung lắc hay điều chỉnh ngắn hạn. Nhưng với một cổ phiếu mạnh như vậy nó sẽ lập tức đẩy một mức giá lên vùng giá cao hơn. Và trên thị trường hiện tại thì đã có rất là nhiều cái cổ phiếu, nếu ai áp dụng cái quy tắc điểm mua chân sóng, những cái mẫu hình hay là quy tắc 8 tuần thì họ sẽ có một mức sinh lời rất cao. Và nó đặc biệt hơn là ở thị trường hiện tại, tại vì thị trường hiện tại nó được ủng hộ bởi yếu tố market là gì ạ? Yếu tố market là nó sẽ tác động 80% cổ phiếu trên thị trường. Và khi có yếu tố market trên này nữa thì chúng ta nên nhớ rằng thì cổ phiếu đấy sẽ tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Được hậu thuẫn mà, đúng không? Thì thực tế luôn là có rất là nhiều cổ phiếu có điểm mua đẹp như là Hoa Sen, Hòa Phát hay là gì FRT, Pao hay là Vinhome, hay là những cổ phiếu ngân hàng như VPBank, Techcombank, đúng không ạ? CTG ấy, tất cả những cổ phiếu đấy đều có một cái mẫu hình rất là về TA rất là tốt luôn. Và những cái FA được hỗ trợ, những cái thông tin từ các quỹ, những cái bảo vệ họ mua vào, chính vì những cái lượng mua rất là mạnh của quỹ hay những dòng tiền mới họ đẩy vào, đẩy lên cổ phiếu một tầm giá mới, đúng không? Đấy, thì cứ mỗi một cái điểm mua như vậy thì hầu hết những cái cổ phiếu nó đều tăng khoảng tầm gì ạ, 40% hoặc thậm chí lên 80% và có thể kéo dài đến gì nửa năm sau đó. Đấy, đó là cái quy tắc nắm giữ cổ phiếu. Đúng rồi. Và mình cần nói thêm một chút về cái tính thời điểm của việc tham gia vào thị trường, nó quan trọng như thế nào? Cái thời điểm nó gần như là một yếu tố là tất cả luôn. Timing is everything, đúng không ạ? Thì xưa đây cái câu nói đó là xuất phát từ nhà đầu tư huyền thoại, nhà đầu cơ huyền thoại là Charlie Munger. Làm sao đấy ta biết là lúc nào thời điểm tốt? Cái thời điểm đấy thì nó là phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của anh Khánh khi tham gia thị trường và quan sát của điều đấy. Để chúng ta phân tích được đấy. Tại vì nó rất là quan trọng, tại vì ngay cả một doanh nghiệp tốt, đúng không ạ? Nhưng chúng ta không hiểu được cổ phiếu nó đang ở thời điểm nào thì chúng ta có mua vào thì cổ phiếu đấy vẫn có thể đi ngang và giảm giá. Đúng. Kể cả FA của nó rất là tốt. Nói chung là đúng người và sai thời điểm, đúng không? Đúng rồi, đúng người sai thời điểm. Câu nói rất là hay, đúng không? Đấy. Thì có một lần các phù thủy chứng khoán có trò chuyện với nhau thì họ sẽ nói là cái thời điểm nó quan trọng như nào, thì họ chỉ trả lời một câu như này: nếu bạn muốn có một cái thành tích giao dịch siêu hạng thì bạn phải chọn đúng thời điểm. Tại vì trong một cái trường đua có rất là nhiều cái chiếc xe, có rất là chiến mã, hoặc là nhiều chiến mã đi chẳng hạn. Cái con chiến mã nào nó chuẩn bị xong rồi, đúng không ạ? Chọn, đúng không? Thì chúng ta phải lên cười nó chứ, đúng không? Rồi. Sao chúng ta lại đi chọn một con chiến mã nó chưa được ăn no, rồi nó chưa được nghỉ, hoặc là nó vừa mới chạy một đoạn ở đấy, hay là nó chưa được nghỉ ngơi hay là gì để dưỡng sức, thì sao mà chúng ta đạt được một thành tích cao được? Trong khi bây giờ chúng ta gì muốn an tâm, chúng ta muốn lại cao thì chúng ta gì mua một phát nó chạy luôn. Là cái tính thời điểm nó rất là quan trọng luôn, đúng không? Thời ngay ví dụ như đơn giản như bây giờ thị trường bây giờ này, cái video đầu tiên chúng ta đã nói, đúng không ạ? Có rất là nhiều người ta nối tiếc về năm 2007 khi thị trường chứng kiến rất là mạnh, hay là năm 2017, nhưng mà họ quên mất một điều là gì? Hôm nay Cường có chia sẻ với anh Khánh, đúng không ạ? Là ngay thời điểm này
cách đây một tháng trước chúng ta nói về ngay thời điểm này thị trường đang là một cái cơ hội chân sóng rất là mạnh, một cái uptrend lịch sử luôn, nó gọi là lịch sử. Lại tiếc nuối nữa. Mà chúng ta không tham gia. Cái thời điểm mà chúng ta không tham gia thì chúng ta đợi đến khi nào? Chúng ta đợi đến khi nào đúng không? Thị trường đang tăng rất là mạnh. Nếu như ai thời điểm tham gia rồi, một tháng rồi có thể tăng gì? 50% tài khoản. Cái đấy không phải là một con số mà em có thể nói ra hay là nói đi cho mặt tất cả những người lắng nghe chương trình họ có thể hiểu được là cái lãi suất lợi nhuận ở trên cổ phiếu. Nếu kiểm chứng lại quá khứ. Đúng không? Một tháng vừa qua rất là nhiều cái cổ phiếu tăng 30-50% rất là nhiều luôn. Đấy. Rất là nhiều bên khuyến nghị tất cả nó thật sự là gì ạ? 80% cổ phiếu nó chạy theo thị trường thôi. Chỉ số nó tăng như vậy thì mọi người cứ tưởng tượng đi. Hồ sơ gì ạ? Không nhận được lận. Đấy. Thị trường đẩy vô thanh khoản hồi xưa thì thị trường thanh khoản khoảng tầm 3.000 tỷ đúng không ạ? Có thể là những phiên đột biến lên 5.000 tỷ. Bây giờ bao nhiêu ạ? 17.000 tỷ. Đợt trước Tết là gì? Sau khi tháo gỡ cái lô lận là gì? Lên 100 mức lận, lên 100 hồ sơ đúng không? Từ 14.000 tỷ là kháng cự. Có nghĩa là vì sao nó lại kháng cự nó vui? Tại vì cứ đến mốc 14.000 tỷ trước Tết là gì ạ? Là nó dừng. Dừng nhận lận. Bây giờ thì bao nhiêu? 17.000 tỷ. Tầm quanh đâu đấy. Thế thì 17.000 tỷ thì sao? Tiền nó thị trường nó không chịu nổi nữa. Cái lượng tiền nó còn đang vô rất là mạnh. Ví dụ như hôm nay đi, thị trường buổi sáng phiên sáng, anh Thắng có biết là phiên sáng thôi mà thị trường giao dịch gần 12.000 tỷ. Thì phiên chiều nó chỉ giao dịch khoảng tầm gì? 5.000 tỷ thôi, đứng luôn. Đứng luôn. Đâu cần phải chờ đến gì ATC hay là gì, thị trường kết thúc vào 2:45 đâu. Mà chúng ta gì? Chúng ta được chứng kiến là gì? Thị trường đứng luôn khi đạt đến 17.000 tỷ. Đấy. Thì sắp tới liệu cái điều này có được cải thiện hay không? Ảnh hưởng thế nào đến giao dịch của nhà đầu tư? À, cái điều này thì nó sẽ ảnh hưởng như nào đúng không ạ? Ừ. Đối với cá nhân rất là nhiều đầu tư họ trên thị trường đấy, thì họ sẽ có những cái góc nhìn trái chiều nhau. Về cái chuyện ngắt giao dịch này hả? Đúng rồi. Thì cá nhân Cường sẽ có một cái góc nhìn cũng như chia sẻ với mọi người anh Khánh ở đây về góc nhìn tiêu cực và tích cực. Thì tiêu cực thì rõ ràng rồi. Đó là cái này nó sẽ mang đến cái việc là thị trường chúng ta nó đang có phần hạn chế cũng như là phần tính giao dịch như vậy thì nó sẽ bị những cái nhà đầu tư nước ngoài hay là quỹ ngoại hay là rất là nhiều đầu tư họ cảm thấy khó chịu khi họ muốn mua vào thì không được, muốn bán ra không được hay là họ thấy là thị trường chúng ta nó chưa đáp ứng được những cái yêu cầu nhất định, tại vì cái tính thanh khoản phải liên tục chứ đúng không ạ? Sao lại có sự ngắt quãng như vậy đúng không ạ? Đang ở mức nào thôi, hệ thống chúng ta là gì chưa đủ yêu cầu đúng không ạ? Nhưng mà cái tính tích cực đâu đó là gì? Thị trường nó đang kìm cái độ nóng lại. Kìm độ nóng là như là có nghĩa là cái thanh khoản thị trường hôm nay ấy, nó muốn vô có thể là tỷ đô cả. Thanh khoản thị trường lên tỷ đô. Giao dịch khối lượng cổ phiếu có thể là lên 800 triệu cổ phiếu. Nhưng bây giờ nó chỉ ngắt ở vùng khoảng tầm 14.000 và lên 17.000 đúng không ạ? Thì cái một cái số lượng tiền nó chưa được vào thị trường hôm nay ấy, nó dành vào ngày mai. Đúng không ạ? Ngày mai chưa giao dịch thì ngày mai mới giao dịch. Thế là đẩy thị trường lên gì? Lên tiếp. Nhưng mà nó cũng kìm lại cái thị trường không tăng quá nóng là gì? Nếu hôm nay mà đẩy vô lượng giao dịch khối lượng lên 1 tỷ đô thì nó sẽ ảnh hưởng lên gì? Chỉ số tăng rất là mạnh. Đấy thì nó tăng nóng quá. Đôi khi khách hàng cũng hay nhắn tin hỏi là em ơi sao thị trường đoạn này nó tăng nóng thế? Chiều chị rất là nhiều người tham gia mở tài khoản đấy. Nhưng kêu là thực sự thì nó tăng vừa tăng bền vững thì nó ok hơn là khi nó tăng quá nóng. Đấy, tại vì khi nó tăng nóng quá thì nó là nguyên lý của cung cầu, không có gì tăng mãi, cũng không có gì giảm mãi đúng không anh? Đấy. Thêm một cái nữa là nó bị thêm một cái hạn chế mà cá nhân em là một người tư vấn đấy, phân tích cho khách hàng khi chia sẻ cho khách hàng những cái về thị trường gì biết hôm nay thì nó cái vấn đề hệ thống như vậy thì nó sẽ trên chart hay là những cái đồ thị của mình đó, nó không thể hiện đúng cái thanh nến cũng như volume khối lượng hôm nay để thể hiện được ý chí của nhà đầu tư hay là dòng tiền nó ra vào như thế nào, tại vì cứ đến 17.000 thì nó ngắt lắm. Kể cả lúc mà thị trường rung lắc hay kể lúc thị trường tăng quá thì nó gì, nó phải quảng cáo hơn đi. Cái nến nó bị thiếu mất một phần những nội dung trong đó để chúng ta giải thích được là thanh khoản thị trường hôm nay phải như thế nào. Thiếu đi những cái phim 1 tỷ đô. Đấy. Thế là sàn chứng khoán Hồ Chí Minh sẽ phải tìm cách khắc phục cái lỗi kỹ thuật này. Nếu muốn thị trường coi như là đón đầu với sự nóng lên của thị trường và sự tham gia của nhà đầu tư khi mà khối lượng giao dịch nó đẩy lên nhiều như vậy. Bây giờ 17.000 tỷ là maximum rồi đúng không? Đúng rồi. Nó chỉ đâu đó quanh đấy là nó sẽ ngừng lại. Rồi. Như vậy thì chắc chắn là sàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải khắc phục cái lỗi kỹ thuật này. Một cái chủ đề nữa mà một ý nữa mà mình nghĩ là cũng khá nhiều nhà đầu tư mới quan tâm đó là cái chuyện giao dịch bằng cái margin mà mình hay gọi là margin á. Thì chắc Cường giải thích thêm một tí dành cho những nhà đầu tư F0. Một cái câu hỏi nó rất hay mà ngay cả những khách hàng của cá nhân Cường cũng sẽ hỏi bản thân mình. Đúng rồi. Một hôm nào khách hàng sẽ hỏi là Cường ơi, chị có nên mua margin thì em chia sẻ rất là thẳng thắn với khách hàng là đối với một nhà đầu tư mới tham gia thị trường thì đối với cá nhân Cường thì nghĩ rằng là khách hàng hay là những nhà đầu tư họ nên không quá lạm dụng.
không quá lạm dụng cái đòn bẩy đúng không, cái margin này? Tất nhiên là mình không có can ngăn hay bất cứ một cái gì cả, bởi vì nó dựa trên kinh nghiệm. Đó là nhiều nhà đầu tư mới tham gia thị trường đâu đó là họ vẫn còn đang là chưa có sự hiểu biết quá rõ về cái quản trị rủi ro cũng như là cái yếu tố của margin, hay người ta gọi là con dao hai lưỡi, đúng không ạ? Còn nếu như bạn là một nhà đầu tư có phương pháp đầu tư và hiệu quả trên thị trường thì ok, bạn sẵn sàng làm điều đó, tại vì đó là yếu tố giúp cho bạn gia tăng lãi nhiều hơn, đúng không ạ? Tại vì cái phần vay tiền của công ty chứng khoán sẽ giúp cho bạn double cái khoản lãi của bạn lên, nếu bạn tận dụng tốt thời điểm, ngay thời điểm thị trường bây giờ chẳng hạn. Đúng rồi. Nhưng nó phải đến từ việc là bạn có đủ kinh nghiệm không, bạn có đủ phương pháp hay không, hay bạn có khả năng quản trị rủi ro hay là kiềm chế cảm xúc không. Tại vì đến với khách hàng những trường hợp cụ thể thôi, mới hôm nào chị mua mặt linh thế này, thế thì mình tư vấn rằng là chị không quá nên xài full mặt linh, xài một mức độ vừa phải thôi, đến lúc thị trường vậy nhiều vậy ít thôi, đúng không? Đến hôm thị trường ngày 24 tháng 12 thì lúc là thị trường rung lắc khoảng tầm 30 điểm, đúng không ạ? Trong một xu hướng tăng rất là nóng rồi, đúng không? Thì thị trường sẽ rung lắc là bình thường. Khách hàng mới quay lại, chị ơi Cường ơi, có nên bán không, chị full mặt linh rồi. Thì mình trả lời một câu rất là ngon, không, tại vì mặc dù thế là gì, chị cho thấy là gì ạ, khách hàng họ không biết kiểm soát tâm lý, họ không hiểu là gì mặc lên nó ảnh hưởng như nào, cũng như là cái tâm lý của khách hàng khi mà bị sợ hãi, tại vì sử dụng tiền vay thì họ bị sợ hãi, họ kiềm chế cái sợ hãi của mình, nó họ tham lam và sợ hãi là hai em mâu thuẫn vào trong tâm lý thôi, đúng không? Đấy, còn nếu mà bạn đi đầu tư tốt thì ok, welcome. Ok, mình sẽ đi sâu về chủ đề mặc lên này trong những số chi tiết lần sau. Một cái câu hỏi cuối mà mình cũng nhận được nhiều khán giả đặt câu hỏi, đó là cái chuyện mới tham gia vào thị trường và với cái xu hướng uptrend thế này thì họ cũng đang băn khoăn là liệu tôi nên lướt sóng hay là tôi nên theo phong cách là dài hạn nắm giữ. Thì Cường có thể bình luận một chút về cái cách lựa chọn giữa hai cái chiến lược này hay không? Đây cũng là một vấn đề có rất nhiều tranh cãi. Thì đối với điểm người tham gia thị trường của Trường Cường là gì? Người tham gia thị trường họ sẽ phân ra ngắn hạn có thể là 1-2 tháng, trung hạn là trên 6 tháng và dài hạn là gì ạ? Trên 1-2 năm, đúng như những cái gì mà sách viết. Nhưng mà đối với bản thân Cường là một người tham gia trên thị trường hay là một người tư vấn với khách hàng thì cái vấn đề dài hạn ngắn hạn không quan trọng. Có thể rất là nhiều người họ nghe xong đến đợt đây họ kêu ủa thằng này sẽ nói những cái gì đấy, đúng không? Nhưng bản chất ngắn hạn dài hạn nó đến dưới một cái yếu tố quyết định, là cũng như một cái mục tiêu mà chúng ta ra thị trường đó là kiếm lợi nhuận. Vậy ngắn hạn dài hạn nó gì, nó có quan trọng không bằng cái việc bạn có lợi nhuận hay không? Đúng không ạ? Nếu như anh Khánh vào đúng một cái cổ phiếu, đúng không ạ, chân sóng cổ phiếu và gì, mua cổ phiếu nó tăng ngay hay là ngay thời điểm thị trường bây giờ mua vào lợi nhuận rất là tốt, thì chúng ta cứ để cho gì, thị trường và gì và cổ phiếu chúng ta quyết định cái việc lãi của chúng ta đi, tại vì chúng ta để cho nó chạy đi, lãi chúng ta đến từ nó mà, đúng không ạ? Việc mà mỗi ngày nó tăng là lãi, vậy thì sao chúng ta phải gì đi cố định cái việc là chúng ta nắm nó đến 3 tháng hay 6 tháng? Chúng ta có phải ràng buộc cái việc nắm 2 năm không? Rồi. Hoặc gì ngược lại, nếu như bạn nắm một cái cổ phiếu trong khi thị trường vừa rồi đang rất là tốt, nhưng mà cổ phiếu của bạn gì nó đi ngang hoặc gì thậm chí nó giảm hay ngược lại gì nó yếu so với những cổ phiếu khác đi, thậm chí yếu hơn cổ phiếu khác, và tỷ lệ lợi nhuận của bạn không được gì, không đạt cao hơn so với thị trường chung hay những nhà đầu tư khác, thì gì bạn có nên nắm giữ nó thêm 6 tháng nữa không? Đúng không? Hay là bạn phải lựa chọn những cổ phiếu gì, những con ngựa chiến tốt hơn, đúng không? Đó là tùy thuộc vào cái khả năng phương pháp đầu tư của bạn. Bởi vì nếu mà những nhà đầu tư nào làm được điều đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái chi phí cơ hội vốn, đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà mình không, nhưng mà cá nhân Cường cũng không khuyến khích anh Khánh hay lớn là nhiều người đầu tư họ là gì, họ lướt sóng quá nhiều, họ trading quá nhiều, đúng không ạ? Tại vì chúng ta phải biết là những cái cổ phiếu chúng ta đang đúng thì chúng ta gia tăng lại đến từ việc chúng ta đúng, đúng không ạ? Có một câu chuyện vui luôn đấy, là khách hàng khi mà hỏi được khách hàng hỏi là thị trường lên cao quá rủi ro rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ anh muốn hạn chế cái rủi ro là bằng cách là đa dạng hóa danh mục, đúng không ạ? Thì bản thân Cường ok, anh muốn đa dạng hóa danh mục thì anh có thể nắm giữ, với tùy lợi vốn mình có thể nắm giữ từ 3-5 cổ phiếu ví dụ vậy, thì mà mình phân bổ như nào và những cổ phiếu nó mạnh hơn, nhưng mà chỉ nên kiểm soát ở một cái danh mục phù hợp, tại vì để chúng ta hiểu được là những bông hoa trong khu vườn chúng ta đang hoạt động như nào, hay là những cổ phiếu chúng ta đang như thế nào, và thông tin nó tác động lên những cổ phiếu chúng ta như thế nào. Okay. Kiểm soát đúng một ngày sau khách hàng mua một loạt luôn, 10 mấy mã, nhà đầu tư họ lầm tưởng là họ nghĩ là đa dạng hóa là họ mua nhiều mã nhiều quá thì không kiểm soát được hết, đúng không? Sao mà anh có thể kiểm soát được, ngay cả bản thân một người làm trong nghề, khi họ nhìn cái mở trên mục ra 10 mấy mã, mình nhìn xong mình hoa mắt rồi, mình nhìn mình cũng chưa biết là cái cổ phiếu nào nên bán của nên mua, thế nào chúng ta sẽ không nào chăm sóc nổi, đúng không ạ? Như vậy là nên tập trung vào một số lượng ít thôi, để có điều kiện để cho theo dõi các thông tin.
Vâng. Cảm ơn Cường rất nhiều. Như vậy là vài thông tin dành cho các bạn nhà đầu tư của ngày hôm nay, thì chúng tôi sẽ còn tiếp tục quay trở lại với chương trình bình luận này vào thứ hai đầu tuần, và tất nhiên sẽ còn rất nhiều cái video khác trong cái chuỗi series các chủ đề về đầu tư chứng khoán dành cho những người mới tham gia. Một nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Cường, broker của SSI, và đây là quan điểm riêng của anh Cường. Tất nhiên nếu các bạn có thêm nhiều cái góc nhìn khác thì chúng tôi chào đón tất những cái comment phản hồi góp ý cũng như là gửi tin nhắn về. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những cái chủ đề xoay quanh đầu tư chứng khoán trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những chương trình lần sau.